Xin kính chào quý vị khán giả, xin chào các bình luận viên. Trận đấu vừa mới kết thúc là đội Sapa đã vượt qua đội Hải Phòng của chúng ta với tỷ số 4-1, tỷ số là khá là đậm. Nhưng mà nghe nói là cái trận này thì Hải Phòng mất nhiều người đúng không anh Huy? Hải Phòng trận này là mất 5 cầu thủ chủ chốt, thủ môn Đình Triệu không có mặt được, Đàm Tiến Dũng không có mặt, trung vệ người Australia Jonathan vắng, Lu Cao thì lại cũng vắng. Để chúng ta nghe mấy cái tên đấy là rõ ràng mất mát rất là lớn và thì đầu trên sân Sa thì cũng không không thể mà mà chúng ta tăng tức là ban đầu thì cũng đặt ra mục tiêu là có điểm thậm chí là thắng nhưng mà đá với một đội bóng cũng có đẳng cấp và truyền thống của malaysia như vậy mà vắng như vậy thì, thì tôi khó. nghĩ rằng là thua là dễ hiểu thôi như vậy là ở cái bảng này thì uh, sapa đang dẫn đầu bảng với chín điểm hai đội uh, tiếp theo là makasa và hải phòng, hải phòng chúng ta đều là sáu điểm nhưng mà hải phòng ấy đang xếp trên bởi vì hơn về hiệu số và hiện nay cũng là đang hơn về đối đầu uh, nhưng mà sẽ khó khăn bởi vì trận tới sẽ phải đá với makasa trên đất của makasa trận lượt đi thì uh, Hải Phòng đã thắng rồi nhưng trận lượt về này thế nào thì tôi nghĩ là nó quyết định được cái số phận của Hải Phòng để lọt vào vòng trong không chính là cái trận đá với cả uh, Makassar ở tại Indonesia và sau đó thì sẽ mới gặp đội uh, Hugar nhỉ Hugar liên tiếp của Singapore trên sân nhà anh anh tùng nhận định thế nào về cơ hội của Hải Phòng đây tôi nghĩ là cũng tương đối khó khăn bởi nếu như chúng ta không thấy sự quay trở lại của các uh, trụ cột đấy thì quả thật khó. Đặc biệt là cái vị trí của Lu cao, tôi nghĩ rằng là vị trí của Lu cao là vị trí mà nó có thể giải quyết được vấn đề. Lối chơi của Hải Phòng là một lối chơi mà nó có sự đồng điệu, nó có sự gắn kết của các tuyến. Anh Nghiêm anh ấy tạo ra được một cái một cái nhịp chơi nó nó có chất. Tuy nhiên là bóng đá thì cần phải có người kết thúc, tấn công thì phải có người kết thúc chứ giữ bóng nhiều và, và tấn công nhiều nhưng không có những cái, cái điểm điểm chốt của các pha bóng ấy thì nó cũng khó và tiền đạo mũi nhọn của hải phòng rõ ràng là với trường hợp của lô là phù hợp với cái chất lượng ở giải afc vậy nên nếu như anh ấy quay trở lại thì tôi tin rằng là cái khả năng cạnh tranh của hải phòng nó có thể cao hơn à, tuy nhiên nó còn có một chi tiết nữa là nếu như cái lực lượng của hải phòng quay trở lại nhất là vị trí ở hàng phòng ngự ấy à, đình triệu rồi là trung vệ người úc đúng không nhỉ benjamin à, benjamin anh ấy quay trở lại thì cái thế trận là chắc chắn có thể là điều mà Hải Phòng cũng có thể hướng tới bởi vì chúng ta đang hơn hiệu số mà hơn chỉ số phụ mà thì thì trận tới đá sân khách mà nếu như chúng ta phấn đấu với kết quả hòa thì cũng thì có là, thể là lợi thế là lợi, 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 lợi thế và trận cuối mà Kasa sẽ phải đá với cả Sapa trong khi đó thì Hải Phòng sẽ gặp mà hu nên trên sân nhà nên là rõ ràng là cơ hội là có và bây giờ làm nào để giải quyết được trận ở Indonesia thì rõ ràng là 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 là, là mới có hy vọng được vào vòng sau còn uh, đội Hà Nội thì uh, thực tế hôm qua đã hôm, hôm trước đã có một chiến thắng uh, cũng rất là hay trước đội uh, Vũ, Vũ, Hán, Vũ Hán, Tam Trấn uh, đội uh, vô địch của 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 Trung Quốc đấy ở bảng này thì Hà Nội cũng không có cơ hội để đi vào vòng trong rồi cái đấy điều chắc chắn uh, thế, th nhưng mà cái trận thắng đấy nó cũng giống như một cái cơn giải khát Hà Nội đã thua 5 trận liền ở các đấu trường rồi nên có được một chiến thắng này rõ ràng là một cái động lực rất là lớn cho Hà Nội để có thể tìm lại cái 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 phong độ của mình, tìm lại cái mạch chiến thắng của mình, đặc biệt là tại V-League sắp tới đúng không anh không? Đúng rồi. Tôi nghĩ rằng đấy là một trận đấu hay mà như kiểu cảm xúc nó vỡ òa dài. Chúng ta Hà Nội bị bị dẫn điểm trước, còn bị rất nhiều cơ hội. bị điểm nữa. trước và à. đối phương còn 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 tạo ra rất nhiều cơ hội khác. Thế nhưng mà ở hiệp 2 là có sự điều chỉnh. ở ở ở, ở hiệp 1 là Tuấn Hải có được đâu có được đá trung phong đâu đúng không ạ đến hiệp hai thì là tuấn hải được, được, được đẩy lên đá cao hơn hiệp 2 là khác Đúng hẳn gần khung thành hơn và ừ. mọi thứ nó khác hẳn luôn và đúng là mọi thứ nó nó, nó vỡ hòa ra cái cảm xúc ấy nó giống như là uh, tôi là cổ động viên trung lập không phải là fan của của hà nội fc nhưng mà nhìn các cổ động viên ở trên sân rồi nhìn các cầu thủ ùa ra mừng rồi cảm giác giống như họ vô địch world cup ấy bởi vì là giống như là rất là nhiều những cái tấn áp lực nó, nó được chút đi rồi và cả hai bàn thắng của tuấn hải thì có thể nói rằng là cực kỳ đẳng cấp cái bàn đầu tiên xuân mạnh truyền đã đẹp rồi và ở anh bị anh bị kẹp giữa hai trung vệ cao cao hơn anh phải nửa cái đầu thế mà một cú đánh đầu như thế lại thành bản và cái bàn thắng thứ hai ấy, đương nhiên tôi nghĩ rằng bàn thắng thứ hai nó có một phần là là do lúc đấy là bên kia mất người rồi bị một người bị đuổi rồi và chúng ta hoàn toàn chiếm lĩnh trận đấu thì cái bàn thắng thứ hai nó cũng là một bàn thắng có thể nói là vô cùng đẳng cấp nếu 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 nói vô về sự xử lý tình huống xử lý không? thì thì quá tinh tế nhỉ yeah vâng hai tức là đầu tiên là pha chạy chỗ đã sau đó anh nhận bóng anh anh dùng chân trái để không chế bóng và dùng chân phải để mà thực hiện một cái pha dứt điểm có thể ừ. nói là là vô qua cùng đẹp gì? đây chúng ta nhìn cái thế này. này đấy qua ngoặt ra một cái nữa trong bên đá Rất và, và, và là... các bàn thắng này ý, những cái bàn thắng này của Tuấn Hải nó không chỉ có nghĩa thôi. với cả với cả Hà Nội FC ở V-League đâu mà nó còn là một cái dấu hiệu tốt đấy trong đối với ông Philippe Troussier khi mà đội tuyển của chúng ta đang có những vấn đề ở ở khu vực tấn công Tức là sau khi đội tuyển Việt Nam đã đánh bại được Trung Quốc thì bây giờ là lần đầu tiên ở sân chơi châu Á một câu lạc bộ Việt Nam đánh bại một câu lạc bộ Trung Quốc. và đầu tiên. Trước đấy. đây đã từng có những trận hòa được rồi nhưng mà chưa bao giờ thắng được. Thì thêm một cái dấu mốc và thực ra Hà Nội thắng được cũng mừng cho họ bởi vì thực ra chúng ta thấy lực lượng họ đến lúc này là mỏng rồi là họ khởi đầu mùa giải không tốt cũng phần nào đó bởi cái sự hy sinh này. Trước à, còn thực ra với cái kinh tế mà họ cái nguồn lực họ đầu tư cho cầu thủ nước ngoài họ có thể có những cái trang bị tăng cường kiểu khác. Nếu mà an toàn như những mùa giải trước thì họ đã khởi đầu một giải tốt hơn nhưng mà ở đây là họ có một chút máu mê và đến hôm qua được đền đáp như vậy là là xứng đáng và đây là cái đội bóng mà chúng ta vẫn nghĩ rằng là chúng ta có thể thắng được nhất trong cái bảng này à, gặp uh, pohang steeler hay ura red raiman đều là những đội bóng mà trên tầm của chúng ta à, đội bóng đến từ hàn quốc thì rất mạnh đã thắng cả bốn trận bốn trận à, vậy cơ hội cho hà nội ở bảng này thì thực tế là khó à, bởi vì sẽ còn phải đá với cả hai đội bóng đến từ nhật bản và hàn quốc nữa cơ đội bóng Pohang thì xong rồi nhưng cái cuộc cạnh tranh giữa cả gì nhỉ? Urawa với cả Vũ Hán sẽ là 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 là, là 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 rất là căng thẳng. Bản thân họ đứng thứ nhì chưa chắc đã được đi đâu. Đúng rồi, tức là còn phải so với cả các bảng khác nữa và chỉ có một đội nhất bảng là chắc suất thôi. Thế nên là cái bảng này nó khó quá. Thế còn việc Hà Nội phấn đấu từng cái khoảnh khắc một, từng cái trận đấu một như thế rõ ràng là một cái tín hiệu rất là tích cực chúng ta nhìn vào đấy thì chúng ta thấy rằng là cái tham vọng của người làm bóng đá ở Việt Nam ấy nó vẫn còn rất là 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 là, là, là đủ lớn, cái cái tham vọng ấy nó đủ lớn để cho chúng ta nuôi những cái niềm hy vọng trong cái tương lai. Còn ngay và lập tức ở cái mùa giải này thì chúng ta quả thật chúng ta rất là khó để nhìn thấy cái 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 cửa để chúng ta làm được cái chuyện lớn. À, những cái tích lũy như này, như cái cách Ngọc chia sẻ, tôi nghĩ rằng là nó nó cũng hợp lý bởi vì là trước thềm của các cái trận đấu tại uh, vòng loại thứ hai rồi, chúng ta phải đối mặt với những trận đấu chính thức rồi đối thủ thì vừa vừa có là Philippines và nặng là cũng có là Iraq thì chúng ta tìm thấy những cái tín hiệu từ những bàn thắng của các thủ tấn công như Tuấn Hải thì nó cho chúng ta thêm một cái một cái cơ sở rằng là chúng ta có thể giải quyết được các trận đấu và cái cách kết nối của Hà Nội thì nó, nó phần nào đó nó vẫn có thể chúng ta nhìn thấy là những cái nét mà ông Truji ông đang muốn dựa vào bởi vì sẽ là Tuấn Hải sẽ là Văn Quyết đúng không ạ à? à? có thể là như thế chúng ta không thể khẳng định được chính thức là đội hình của ông ông ông, ông, cũng sẽ sử dụng văn quyết hay không thế nhưng mà trong cái kết nối đó trong cái cách mà, mà giữ khoảng cách đó trong cái cách mà chúng ta gọi là uh, gọi là, là tổ chức cái lối chơi mà nó có cái tính cái kiểm soát có cái khả năng giữ của bóng như vậy nhất là bàn thắng thứ hai ấy, thì nó, nó nó chỉ ra rằng là chúng ta có thể có thể chơi được với cách như này và thực ra trong nhiều năm qua thì uh, cũng chỉ có gọi là hà nội và đâu đó là Hải Phòng với cũng là một người cũ của Hà Nội là triển khai một cái lối chơi mà bây giờ gần như chúng ta đang nhìn thấy là ở đội tuyển đang đang phát triển mỗi cấp độ có thể khác nhau nhưng mà cái hơi hướng là nó giống nhau và và, và cái những tín hiệu tốt từ Hà Nội nó sẽ tôi nghĩ là nó sẽ là một cái bổ sự bổ sung cần thiết kịp thời cho đội tuyển quốc gia và chúng ta hãy nhớ rằng là cái lượt FIFA Day tháng trước nhé là chúng ta có bảy tiền đạo đã được gọi ở trong cái đợt tập trung trước này có Văn Quyết này có tiến linh, có văn tùng này, có tuấn hải này, có thanh nhàn này, có đình bắc này, ngay anh anh nhà nào nữa nhỉ? văn toàn văn toàn nữa đấy, à, cái cái bàn thắng này, hai bàn thắng này của của tuấn hải ở cái trận hà nội vừa rồi rõ ràng là một niềm khích lệ rất lớn bởi vì đừng quên rằng là bảy tiền đạo này cho đến giờ là chưa có bàn thắng nào ở v-league đâu. chưa, chưa có bàn thắng đấy nào. đấy là vấn đề à? rất lớn và chúng ta rất lo <laughs> lo lắng cho hàng tấn công. nhưng như dù sao chúng ta cũng có thể lý luận rằng à đối thủ của FIFA đây lần trước nó khác gặp những đối thủ nó rất là mạnh đúng không? chúng ta khó có thể ghi bàn à, thế nhưng mà thôi hy vọng với cái phong độ đang giữ được như này của Tuấn Hải thì anh ấy sẽ có một suất đá chính tại tại cái tuần sau thôi còn gì nữa nhanh lắm đá Philippines, Philippines đầu tiên đúng không anh ấy 16 đó 16 đá Philippines trong 20 đá với cả Iraq Iraq về à, đây chúng ta nói câu chuyện đội tuyển bây giờ đội tuyển đấy hàng công chúng ta vừa nói là có những nỗi lo vì chưa tìm kiếm được bàn thắng nào ở v cả nhưng vừa rồi thôi được cũng chút được một gánh nặng nhẹ nhẹ đi một tí là tuấn hải đã có bàn thắng nhưng hàng thủ thì đang không thiếu quá thủng quá anh nguyễn hàng thủ chúng ta là quế ngọc hải không đá được duy mạnh cũng chấn thương thì tôi cho rằng nhiều khả năng vẫn sẽ đá với phương án 3 trung vệ ờ, có vẻ như cái cầu thủ đá trung vệ lệch trái là phan tuấn tài của viettel thì ông ấy chốt rồi đấy ông đã cố gắng đào tạo cầu thủ này từ một người đá cánh trái trở thành trung vệ lệch trái bởi vì anh có những quả phát động thuận chân trái lên, những quả quăng chân trái để mà mà truyền dài lên cũng lợi hại, thì đấy là cầu thủ mà không có vấn đề gì đặc biệt thì tôi nghĩ rằng anh sẽ là chính. Vị trí còn lại uh, thay cho duy mạnh và quế Học hải, đến lúc này nó vậy thôi chứ ra đến cái sân chơi này rồi chính thức rồi phải là những người kinh nghiệm. Chúng ta có thêm những sự lựa chọn trẻ trung, uh, ví dụ như lương duy cương hay giáp tuấn dương nhưng mà tôi cho rằng uh, thanh bình và Bùi hoàng việt anh vẫn là những người được lựa chọn họ cũng ăn lâu rồi mà đừng quên là bùi tiến dũng đã được gọi lại được triệu tập trở lại bùi tiến dũng thì thực ra anh là cái xuất vớt đấy còn còn việt anh và thanh bình là những người được gọi từ đầu thì tôi có cảm giác là trong bối cảnh này dũng thì hay mạnh về cái đá trách bên trái tức là có thể dự bị cho chính phan tuấn Tài đấy thế còn đá lót ở giữa bùi tiến dũng cũng có cái hạn chế về thể hình thành ra tôi vẫn cho rằng thanh bình và việt anh là đủ cái độ chín để mà hồ Tuấn tài thì không được gọi anh nghĩ là vấn đề gì nhỉ có lẽ là do kỹ thuật thôi, có thể không hợp với cả chiến thuật huấn luyện viên chắc. Phong độ vẫn đang tốt ở Công an Hà Nội. Wow. Thì nó, chỉ có nó, thể nó là lý do, do là chiến thuật thôi. Đấy, Hồ tấn Tài không phải là phương án chuẩn bị cho các trung vệ, à, anh ấy là ngoài biên à, và ngoài biên đấy thì à, bây giờ chúng ta có Hồ Văn Cường, có Vũ Văn Thanh, à, cao hơn một chút thì có Trương Thiên Anh. Thế nên ra là cái khả năng để Hồ Tấn Tài có được một cái xuất đá nó nó hơi nó khó và có có thể là có cái ý là anh ý. Ừ, chưa thích nghi một cách gọi là ở mức độ tốt nhất với cho đợt cái, tập trung cái, cái, này ừ. cho cái, 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 cái hệ thống thi đấu này của ông tru nên là ông ấy không gọi bản thân là trường hợp của bùi tiến dũng ấy cũng đâu có phải là người được ưu tiên đâu Và nếu như mà không có cái chấn thương của duy mạnh ấy, thì cái khả năng lên tuyển của, 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 của tiến dũng bây giờ là rất là thấp cũng giống như trường hợp của thành trung của hà nội bây giờ là gần như là không, không, không lên nữa đấy còn một vài vị trí nữa cũng sẽ là cả những cái sự thắc mắc nhưng mà tôi nghĩ rằng là, là, là cái triết lý cái cách gọi của huấn luyện viên bao giờ nó cũng phải có lồng ghép đầu tiên là câu chuyện là phải phong độ à, thứ hai đương nhiên là bên đấy cảnh đấy là một cái chút gì đấy nó thuộc về cái, cái tiêu chuẩn chơi cái đẳng cấp chơi đấy, và, và đừng, đừng bao giờ bỏ qua cái yếu tố mà thể hình thể lực đấy, thể hình của những cầu thủ như là uh, bùi hoàng việt anh uh, thanh bình chẳng hạn nó là một cái, một cái lợi thế và thế lực của những cầu thủ như là trương Tiến anh với vũ văn thanh ấy là cũng là một lợi thế ừ. còn bên góc trái thì là có thể có những cái cái phương án khác nhau nhưng mà bây giờ chúng ta đang thấy có một cái góc có một cái vị trí của một cầu thủ rất trẻ là minh trọng là rất hay anh ấy đang tiến những cái bước tiến nó tương đối là là nhanh và nếu như được sử dụng ngay ở trong trận đấu của philippines thì chúng ta kỳ vọng đấy là một cái chỗ mà chúng ta có thể phát huy được nhiều đấy. bây giờ chúng tôi khá tò mò về đội philippines Philippines thì chắc chắn là họ vẫn sẽ dùng những cầu thủ nhập tịch nhập tịch, nhập tịch là chính ừ. à. nhưng mà chúng ta không biết nhiều thông tin về họ ờ, đã đã có một thời gian là Philippines rõ ràng là tiến bộ hơn trước rất là nhiều nhưng không biết là tình hình bây giờ thế nào nhỉ chúng ta cũng ít thông tin về à, đội bóng này giai đoạn mà họ đá ổn nhất đấy là thời của Mark Menemi họ đã từng thắng Việt Nam ngay tại Mỹ Đình tại vòng bảng của AFF Cup 2010 sau đấy thì họ vẫn có những người đẳng cấp ví dụ thủ môn Etrid là người đông lá đầu tiên mà thi đấu tại giải ngoại anh tại EPL thế nhưng mà chúng ta xem thì vẫn thấy cảm giác nó là một cái gì đấy lộn nhộn cái sự lắc ép nó không có được mượt mà và bản thân cao thủ đá cho Philippines người ta vẫn có cảm giác gì đó tạm hỡ ấy tức là đôi khi câu lạc bộ vẫn ưu tiên số 1 và mỗi một đợt tập trung người ta cũng không chắc là cầu thủ nào sẽ về Đấy, tức là anh ấy thu xếp được anh ấy cảm thấy cái đợt này ở câu lạc bộ không quan trọng thế như vậy và và tôi cũng thấy là trải qua nhiều đời từ lúc ông Đích Sơn làm cái lực lượng không ổn định bây giờ nếu mà hình dung cái khung của Philippines được như nào là chúng ta rất khó nói mặc dù những cầu thủ đều chưa nhiều tuổi thì tôi cho rằng vẫn là một cái gì đó lộn xộn và 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 cái 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 gọi là đúng nghĩa là một cái sắc áo để mà đá cho tuyển Philippines là nó không rõ ràng và, và hơn nữa chúng ta cũng đừng quên rằng là ở philippines thì môn uh, bóng được hâm mộ nhất lại là bóng rổ chứ không phải là <laughs> bóng đá đúng không bóng rổ thì họ là là trấn trùm cái khu vực này họ à, còn có <laughs> Lâu thể năm đi rồi giải vô địch thế giới được đúng không rồi mà. rugby quyền anh thế không? nhưng mà vừa tôi... rồi là giải vô địch thế giới là là tổ chức của họ đấy đúng rồi thế thì tôi mới nói rằng là bóng rổ là được yêu, yêu thích nhất đó à, còn bóng đá thì uh, trước đây thì họ vẫn là cùng đẳng cấp với lào với campuchia đúng không với uh, hơn một chút so với brunei với cả đông timor thế nhưng mà giai đoạn 5, 7 năm bảy năm gần đây là họ 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 tiến bộ có nhiều bộ hơn, họ, họ là xếp ngang với cả Phải Myanmar, gần, gần 10 năm đây gần mười năm trong cái thập kỷ này là, là họ tiến từ lúc thì... họ có chính sách nhập tịch đúng thì rồi. là họ tốt lên tốt hẳn lên ừ. nhưng mà sau đấy thì lại ừ. lại chứng lại đấy, cảm thấy chữ tức là ừ. bởi vì cái nhập tịch thì là đúng rồi những cái hướng thế nào để mà các thủ nhập tịch đấy toàn tâm toàn ý để mà thành thành một bộ khung thì nó rất là khó nếu mà xét về lịch sử ấy, thì bóng đá Philippines liên đoàn của họ là thành lập vào loại sớm nhất của châu Á, tức là bóng đá ở Philippines là những người Tây Ban Nha đưa sang rất là sớm. Thế nhưng mà dần dần thì họ rớt lại và bây giờ cái hướng đi vẫn chưa rõ. Dạ. Thực ra duy trì một đội tuyển như thế nó cũng không hề đơn giản đâu. Bởi vì liên đoàn bóng đá ở Philippines thì tôi cho rằng họ cũng không thể có được một cái sức mạnh, không có đủ nguồn lực, nguồn lực. lực. Bởi vì một đất nước mà một cái, cái môn thể thao lớn mạnh nhất, gọi là được quan tâm nhiều nhất thì lại không phải là bóng đá thì cái sức mạnh để dồn cho họ để tập trung những cái nguồn lực ấy ừ. nó không đơn giản đâu nói thế thôi chứ kêu gọi anh em là, là, là phi kiều về thì cũng phải xét cho cùng thì vẫn phải có điều kiện tài chính chứ Đúng rồi thế thì những etherip về thì à, họ cũng anh ấy cũng sẽ phải nhìn thấy rằng là anh ấy sẽ được cái gì chứ đâu, đâu phải rồi. chỉ là cái câu chuyện gọi là cái màu cờ sắc áo của, của, của quê cha đất tổ đâu nó cũng vẫn có những cái điều kiện quyền lợi của người ta ở đấy thế nên duy trì làm sao được cho nó đều và lớp này kế tiếp lớp sau là Chứ không khó. phải là chỉ có ừ. 5 năm ba năm là được đâu nó phải là 10 năm nhiều hơn nữa đúng không Thế nó ra là, là câu chuyện khó câu chuyện là khó nhưng uh, thôi hy vọng là chúng ta sẽ có kết quả thuận lợi uh, trước đội tuyển uh, philippines đây là trận đấu rất quan trọng vì nó là trận mở màn cho vòng loại thứ hai của world cup còn sau đó 4 ngày thì chúng ta sẽ đá với đội tuyển iraq và trận đấu này sẽ được uh, diễn ra trên sân uh, iraq thường. là sân hay mỹ đình ở sân mỹ, mỹ đình mỹ đình mỹ đình đúng không mỹ đình sẽ đó là nơi mà đấy là trận đấu mà có lẽ là chúng ta Ờ, có nhiều cái lo lắng hơn, ấy. có nhiều nó vì ừ. Iraq rõ ràng là đối thủ khác hẳn so với hơn cả Philippines. Có như hơn cứ giải quyết này. được trận đầu đầu tiên đấy ạ thì uh, tâm lý tinh thần nó cũng lên. Rồi về sân nhà chúng ta sẽ có cái cách để chúng ta gọi là là xử lý đối thủ tiếp theo. Còn tất nhiên đấy là trận đấu mà gặp đối thủ lớn nhất bảng ấy, thì đương nhiên là chúng ta sẽ không thể đá như cái kiểu mà, mà mà đá với đội ngang phân với lại đội kém hơn được. Và, và báo cáo các anh rằng là thôi thì qua mấy tháng làm công tác huấn luyện chúng ta cũng nói chung là cũng có nhiều thông cảm cho ông Chu Xe bởi vì kết quả mà mà ông ấy mang lại thì nó nó chưa chưa được khích lệ đúng không? Bởi vì chúng ta cứ nhìn thấy kết quả chúng ta cứ thua rồi thua đối đá nó cũng chưa rõ ràng rồi người chỉ bảo thôi cứ quay về cái kiểu như ông Park đi đá nó <laughs> cầm bóng cho nó an toàn. Sau nhưng ra, bây giờ thì không thông cảm được nữa rồi. Ừ, bây giờ thì thì rồi, thức rồi, bây, rồi? ông triết lý bây giờ là phải cầm <laughs> bóng nhưng bây giờ thì, mục tiêu là World Cup 2026 và nó đã bắt đầu từ cái ngày 16 tháng 11 này là chính thức rồi. Đúng Nếu thôi. mà có không thuyết phục hay là kết quả nó không tốt thì chắc là người hâm mộ sẽ không, <laughs> không không để yên được. Không, không để yên được. Tôi hy vọng rằng là ông Tuchel cùng đoàn quân của mình sẽ mang lại những hy vọng và những kết quả tốt cho đội tuyển Việt Nam tại vòng loại World Cup thứ hai lần này. Còn bây giờ chúng ta kết thúc uh, phần thứ nhất ở đây. Vòng vòng bảng Champions League đã kết thúc lượt đấu thứ tư và có những đội đã chắc suất vào uh, vòng đấu knockout ao rồi. Ví dụ như Man City rất là mạnh như là uh, Bayern Munich cũng rất là mạnh đúng không? Một vài những đội khác Leipzig cũng đã vào. Inter, Inter, đó, đó. Sociedad, vào rồi. Sociedad, đó. Ừ, nhưng mà cái đội bóng mà chúng ta quan tâm rất nhiều là Man United tiếng qua lại thua với tỷ số 4-3 trên sân của Copenhagen một trận đấu mà tôi thì tôi cũng đồng ý một phần nào đó với với với, với phát biểu của ông Eric Ten Hag sau trận thì ông nói rằng là cũng dạo gần đây là 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 va rồi trọng tài là có nhiều quyết định là là, là chống lại đội bóng ấy và không đủ người chúng à, luôn luôn thiếu người thì chống lại đội bóng này bởi vì nó có nhiều cái đen đuổi bởi vì nhưng ông cũng nói thêm rằng câu mà tôi cho là tôi cũng đồng ý bảo là rồi thì đến lúc nào đó thì chúng tôi cũng sẽ được hưởng lợi bởi những quyết định những khác giờ bởi vì nó tự nhiên có thể nó gọi là họa vô đơn trí tự nhiên nó dồn dập vào một cái giai đoạn đúng không? một cái đoạn là hết cái, cái, cái đen này đến cái đen khác tất nhiên là có cái thì thì ông ấy nói ông, ông nói là trọng tài đúng à ừ rồi, đúng rồi. Ừ, rồi, 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 sai rồi vân 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 Ủa, có nhiều tình huống thì chúng tôi, tôi nghĩ tôi nghĩ rằng là trọng tài người ta đúng ừ, ông ấy thì lội thua mà thì bao giờ cũng có cái ức chế nhất định đấy. À, thì nhưng Man United bây giờ liệu cơ hội thế nào ấy? Anh, anh Huy? Bây giờ đang kết quả đang đứng bét bảng đúng không? Cái vòng tới sẽ đá một trận đấu rất quan trọng đó là đá với Galatasaray và trên sân Galatasaray. Bét bảng nhưng mà kém nhì bảng có đúng một điểm. Một chứ? điểm thôi. Đấy thành ra là tôi vẫn cho rằng là chẳng thà hôm qua thua xong rồi ở Istanbul thắng còn hơn là thắng ở đây xong thua Istanbul và rất có thể Istanbul là nơi quyết định cái các cái đội đi tiếp của bảng này. Munich đúng thì rồi. chắc suất rồi. Thành ra tôi cho rằng thực ra MU thì không hoàn toàn là bỏ đi họ cũng có những cái lúc mà kém may mắn và và nhiều khi mình vẫn có cảm giác là như có một cái một cái đạo diễn tàng hình nào mà cứ sắp đặt mọi cái chuyện nó rất là drama có những lúc nghĩ là không thể thắng được thì lại vẫn thắng được và như trận hôm qua là rất là suôn sẻ ờ, rồi là gặp Galatasaray ở sân nhà cũng rất là suôn sẻ thì tự nhiên lại thua không giữ được không giữ lợi thế và và rất là mong manh chỉ sau một vài tình huống thôi Đấy, cái trận đấu hôm qua thì tôi thật là đã xem trực tiếp rồi sáng nay xem lại highlight mà tôi vẫn vừa xem tôi vừa phì cười bởi vì nó có những cái gì nó nó trái ngược nhau quá đang hai không rồi lại xong rồi suýt nữa hoi mà luôn lập luôn hat -tick. mà là thống trị trận đấu luôn đấy thống trị trận đấu hoi luôn suýt nữa lập hat -tick. ngay sau đó bruno lại bỏ lỡ cơ hội thế rồi mới đến cái quả bị thẻ đỏ kia thế xong rồi đến những giây cuối cùng thì Maguire còn sút được bỏ vào sáng ngang mà đấy một anh Maguire mà tả xuống như đột nên sút vào sáng ngang mà nếu vào là hòa rồi thì nói thật là đội bóng bây giờ nó rơi vào tình trạng mà tức là họ vẫn để lại những cảm xúc cho các fan của họ chứ không, hoàn toàn là quá cảm xúc như các fan giúp là cũng thế mà các gần các cái, trận gần nhất ở, ở là thắng cũng là cũng dây cuối tôi xem mà tôi không hiểu đây có phải MU không tức là đá không giống như MU chúng ta thường thường thấy một cái hiệp một đá tuyệt vời luôn và dẫn điểm từ rất sớm luôn và khi mà hôi luôn ghi bàn thứ hai bảo ô thôi chết rồi có khi có khi như này lại 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 hay đấy nhưng mà ai nghĩ là phần sau nó lại thế đâu và chúng ta để ý là cái tình huống mà mà cái anh chàng Hình như cái, cái anh chàng ghi bàn 43 là 17 tuổi hay sao ấy Làm một quả vô lên như thế thì Và cả quả trước đó tôi không hiểu đa lót đi đứng Đúng ở đâu? rồi hai quả là, đối đối là đối lỗi Luôn luôn bị lỗi vị trí Luôn luôn lệch chỗ này Luôn luôn lệch ở chỗ ừ. kia Và nếu, nếu như phân tích kỹ Tất cả các vị trí của MU ấy Thì cái phần sau khi mà Rashford bị đuổi ấy, Là họ đều không đá đúng vị trí Và không đúng sức của mình Tôi không hiểu được tại sao Đương nhiên là nhưng tôi cảm thấy rằng thiếu là thiếu người cả... thì cũng bị sô lạch đi. nói chung là bây giờ cứ thiếu người thì cứ mang sách Ở vở sang gặp Liverpool wow. vấn đề Đúng chỗ rồi. là tất cả những gì mà ông 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 Eric Ten Hag ông ấy nói trong phòng thế của trong phòng họp báo chúng ta đều thông cảm nhưng mà vấn đề chỗ là bây giờ không biết rằng là đến cái trận đấu sắp tới với cả Galatasaray ông còn ngồi đó không vấn đề Vẫn là như thôi. thế bây giờ nhá, có một cái thông số này tất nhiên điều này tôi nghĩ là nó không xảy ra đâu nó trong quá khứ đã từng xảy ra rồi là cái lần gần nhất mà đội Manchester United thua 9 trên 17 trận đấu đầu tiên ở các đấu trường ở một mùa giải thì năm mấy Manchester United xuống hạng. Hết sức thú vị. 50 nó, năm trước. Nó, nó Rất nào. nhiều năm trước rồi. <laughs> Nghĩa, Nghĩa là, là hơn 50 năm chứ? Nào, tóm lại là có nhiều đó. cái chuyện nên là mà... thua 9 trên 17 trận đấu đầu tiên của mùa giải của đấy. mùa giải trên tất cả mặt trận tất cả mặt trận, cả mặt trận. hồi đấy tất nhiên đấy ít trận. Trận. Chỉ là ít hồi trận chỉ trận cũng trận cũng đúng là... đúng ý nói rằng là thường cũng có à, có à cũng có cũng có, có, có <laughs> cái này nọ một một cái một cái gọi là vết gợn trong lịch sử đấy, đấy. <laughs> còn gần đây ông ấy còn lập một cái kỷ lục mà chín mấy năm mới xảy ra mà tức là rất nhiều cái chuyện lâu lắm rồi không xảy ra thì từ té lại có nhưng mà ông lại có một cái kỷ lục tức là giành ra mười trận thắng nhanh nhất nhanh nhất nhanh, nhanh hơn, hơn cả phương sơn hơn cả nhiều hơn rồi phương sơn đến ba mùa đầu tiên có làm ăn được cái gì đâu đúng rồi thực ra thì tôi nghĩ rằng là, là nói về mu bây giờ thì nói thế nào cũng được ừ, đấy đôi là đội bóng có điều kiện để mà có thể quay trở lại tôi nghĩ là vẫn có thể đúng không bởi vì cái nhìn cái cái giai đoạn đầu mà đá với trận copenhagen như thế có nghĩa là là đội bóng này có thể chơi một thứ bóng đá mà mà coi được mà còn có hiệu quả nữa cơ à, thế thì có nghĩa là vẫn có thể được thế nhưng mà ở phần còn lại nó họ thủng lưới nhiều như thế và xét cho cùng là họ thua ấy. thì nó chỉ có thể được diễn tả bằng cái từ lộn xộn thôi. Thế lộn xộn có nghĩa là nó không thể duy trì được cái sự cân bằng, nó duy trì một cái gì đó mà được gọi là chất. Bởi vì đá hay thì là tấn công hay giải quyết được bàn thắng được gọi là hay. Thế nhưng mà hay rồi cuối cùng mà mà thua ấy, thì cũng vẫn là cuối cùng thành được gọi là dở. Mà dở thì nó phải đến từ những cái câu chuyện đó, nó thiếu trật tự, thiếu cái thiếu sự cân bằng, thiếu như những cái cái được gọi là chất. Bởi vì thực ra đá bóng ấy đôi khi thắng một không còn hơn là gọi là là, là, là thua gọi là với với rất nhiều bàn thắng ừ, mình ghi rất nhiều bàn thắng nhưng mình vẫn thua trong khi đó bây giờ mình chỉ cần có một, một, một quả thôi, thôi. <laughs> mà thời Phong dân ở đoạn cuối thời Phong Guison là rất nhiều những trận đấu kiểu như thế mà nếu mà hỏi Mourinho thì chắc chắn là Mourinho sẽ nói như thế đúng không ạ nhưng mà, mà vấn đề là ông Ten Hag bây giờ là ông đang đứng ở một cái một cái gọi là ngã phải chắc là phải ngã 7, ngã 8 ấy, chứ không phải là ngã ba nữa đâu nó 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 lộn xộn nó không biết đi hướng nào cả nó vui cái chỗ là thế này này bởi vì uh, mu rõ ràng là đội bóng là có nhiều cổ động viên thuộc lại hàng đầu thế giới rồi rất được quan tâm rất nhiều câu chuyện về câu lạc bộ này với ai cũng muốn nói đến đội cổ động viên nhà thì đương nhiên là mong muốn đội chiến thắng đội đội anti thì thì lúc, lúc, chờ, mà, lúc nào lúc nào cũng chờ chờ lúc này thua <laughs> đúng không? Mà bây giờ nó nói đến MU thì người ta nói nhiều đến khía cạnh hài hước nhiều hơn à, đấy anh ạ <laughs> phải nói là không có đội nào không có fan đội nào trên thế giới thời điểm này mà có cái cảm giác đi tàu lượn tốc độ cao như fan MU đúng không? Trong trận đấu là giật mình thon thót liên tục tức là cảm xúc nó trái ngược và giống như người ta đi tàu lượn mà mà tốc độ tối đa đấy thì đấy là một cái gì đó đôi khi chúng ta nó vẫn là cảm xúc nhưng mà nó rất khó tả thật sự, sự là và và nhiều lúc không thể lý giải được Nhưng hôm qua tôi mới xem lại cái phim tài liệu về Beckham ấy thì trong cả cái phim đấy thì chúng ta nhớ đến một cái thời điểm nó là kinh khủng trong cái sự nghiệp của Beckham đó là cái giai đoạn mà sau cái trận tứ kết ở Frank 98 với cái Simeone. cái, cú ừ. thẻ đỏ mà mới bị Simone gài bẫy đấy thì về cả nước Anh chống lại anh ấy và thậm chí là rất nhiều cổ động viên ở, ở United cũng 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 không thật sự ủng hộ anh nhưng xét cho cùng ấy thì là có rất là nhiều những điều mà từ Alex Ferguson này từ các đồng đội cùng lứa như Gary Neville này hay là Kích thì chẳng hạn Bosco chẳng hạn ấy, và ai nữa à, Roy Keane một người đội trưởng ấy, thì họ nói họ đều nói một điều là ở United ấy, họ chiến đấu vì nhau Ừ. họ là một gia đình ừ. đấy và nếu như động đến anh đấy tức là vào sân mà cả khi anh đấy pha anh đấy động đến chúng tôi thì có như động đến chúng tôi ừ. đấy và cái cái điều yếu tố đấy rồi cuối cùng là khi cũng phải mất một một thời gian không hề nhỏ anh ấy cũng cần phải chiến đấu vượt qua cái cái, cái gọi là cái rào cản về mặt tâm lý đấy nhưng mà xét cho cùng anh cũng ừ. đều đều phải thừa nhận một điều rằng nếu như không phải là cái Old Trafford không phải là cái United đấy của cái giai đoạn đấy thì chắc chắn anh không qua được thì, thì nó quỵ rồi. luôn rồi quỵ Thôi. luôn ừ. bởi vì cả gần như là cả một cái đất nước, nước chống người lại ta nữa. người ta coi đấy là kẻ thù coi đấy là một ừ. cái nguyên nhân cơ bản mà ức chế kinh khủng luôn mà thua ừ. hai thì thua hai na, người ta không bao giờ chịu được Đúng rồi. đấy thế nên bây giờ thì, thì bây giờ mà nhìn lại những cái chuyện đấy thì mới thấy rằng là bây giờ những cái những cái nền đảng đấy nó ở đâu nó ở đâu bản thân là ở trong đội bóng ấy không xây dựng được một cái sợi dây liên kết không Đúng tạo rồi. ra được một cái, một cái một cái một cái chất để họ đứng bên cạnh nhau họ bảo nhau đá họ chiến đấu vì nhau còn họ vẫn có những rất nhiều những tài năng có rất nhiều những cầu thủ giỏi chứ không phải không đâu bây giờ nước anh thì có, cũng đang nói rằng là nếu mà kết quả của man united và newcastle mà không tốt thì giải ảnh hưởng rất lớn đến cái cái vị trí của nước anh trên cái xếp bảng xếp hạng của số và số, lượng đội ảnh hưởng đến số lượng đội bóng tham gia champions league chẳng hạn thì cái đó là cái mà 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 các đội bóng đúng anh lại, đúng như được. lâu lắm rồi mới có kiểu nếu mà xảy ra là hai đội anh không qua được vòng bảng đúng rồi thường lâu là chỉ lắm một mươi rồi thôi đúng Chứ rồi phải mười mấy năm mới như đúng thế rồi. này thì bây giờ newcastle nói thế rồi như các sơn nói thì, các sơn thì uh, bây giờ thì cuối bảng nhưng cũng cách vị trí đầu bảng có một trận thắng thôi tất nhiên là còn là hai vòng đấu mà bảng cái bảng, bảng đấy đúng thật là loại. cái bảng bảng rất hấp dẫn nhỉ? Khó bảng lượng. Từ thần, rất khó lường cứ thắng thắng rồi thua thua, thua như là nhưng mà là có sự khởi đầu rất là tốt đấy chứ họ Đông có 4 điểm đâu đó trong trong nhưng mà vấn đề là thua Dortmund cả hai trận đúng không? là 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 họ rất khó là rất khó đấy họ thắng Paris Saint Germain một cái cái trận đấu rất là kinh nhưng khủng. mà là vì hôm qua nếu sân thiếu người quá Thu thua Dortmund nhưng mà thiếu thiếu đâu 7, tám người Nên là nhưng mà xem một loạt trận họ đặc biệt là họ đá Dortmund thì cảm nhận rất là rõ một cái đội mà có thể hàng năm vẫn phải bán cầu thủ đi và không thể mơ vô địch UEFA Champions League nhưng đấy là đội năm nạm có mặt còn một cái đội lâu lắm mới trở lại đấy, cái khác biệt này nó lớn lắm và càng đá nó càng bộc lộ với Newcastle. Đúng, nhưng độ lâu lắm mới trở lại như Arsenal này đang chơi tốt. Thực ra đấy cũng là một cái yếu tố. nó là đến lâu hơn, đến lâu nhiều hơn. Hai mươi năm, không như mà đối thủ rồi. nữa. Ừ. Arsenal thì có có thể là cái cái cái, cái, chất bản nó mềm cái hơn. hệ thống nó mềm mại và nó gọi là và đối nó mềm hơn. Nhưng mà ừ. rõ ràng là Sevilla không không phải giống như Dortmund. Sevilla bây giờ thì điểm này đang họ đang xuống, họ xuống rất là nhiều. Đấy, nhưng mà Milan cũng hay thắng cái trận Paris Saint-Germain đấy rất hay rồi các anh ạ. Ừ. Khi mà khi mà bị thủng lưới cái quả đánh đầu của Milan Skriniar tôi nghĩ là thôi xong rồi. Trận đấy ừ. tôi xem và nói thật là tôi rất lo cái hiệp 1 đấy là cực kỳ lo. Bởi vì là kể cả Milan đã có gỡ hòa một đều ở trong cái hiệp một đấy nhưng mà về về mặt lối chơi, về mặt uh, áp đặt lối chơi thì bên phía Paris Saint-Germain hay hơn rất là nhiều. Nhưng mà rất là nhiều cá nhân của Milan bắt đầu từ sau đấy là bắt đầu chơi chơi hay hơn đương nhiên chúng ta ca ngợi Rafael Leao cái quả vô lên rất là đẹp chúng ta ca ngợi Olivier Giroud nhảy lên đánh đầu cao như thế sau quả tạt của Teo nhưng mà rất nhiều các vị trí của Milan hôm hay ví dụ không thấy Mbappé đâu cả bởi vì với Calabria chơi quá hay và đặc biệt là cái anh hàng thải của Chelsea anh Lopetucic ấy anh anh an ngữ toàn bộ khu vực trung tuyến luôn và và cái trận thắng đấy nó nó được coi là một bước ngoặt bởi vì Milan trong giai đoạn này chơi rất tồi chỉ thắng được một trong sáu trận đấu gần đây nhất thôi và ông Pioli là bị các cổ động viên la ó rất ghê. Có cái hình ảnh là sau sau khi tiếng còi kết thúc xong, các cầu thủ còn đang ra ăn mừng. Ban huấn luyện ra ăn mừng mà ông ấy ông ấy vẫy tay như này như kiểu là ông không muốn ăn mừng cùng, tất cả, như kiểu là để vừa để xả stress nhưng mà cũng có một cái gì đấy nó vẫn còn ẩn ức ở trong ông ấy bởi vì ông bị áp lực ghê quá. Ừ. ghê quá. Nói San Siro vẫn là một cái khủng khiếp. Hôm qua lúc mở đầu trận đấu là xem cái ấn tượng một cái khung cảnh như vậy mà PSG yeah. đúng là sở ốc một cái đội bóng như PSG mà lâu nay kể cả lúc có Messi vẫn cứ yêu bóng ví ở Cúp Châu mà gặp không khí đấy là tôi đã cảm nhận được khó khăn rồi. Cánh trái của Milan là hôm qua đá tốt. gần đây Milan quá xuống hay phong hay độ ấy, là một cái cánh trái của họ vốn rất là tốt mùa trước thì lại bị liệt, layout và theo NS đều mất phong độ. Nhưng hôm qua cánh trái rất là hay và cung cấp bóng vào, vào bên trong nhiều. Thành ra ừ. họ thắng là xứng đáng hoàn toàn. Được. Còn Man City thì chúng ta biết rằng là họ thống trị rồi họ đã thắng liên tục ở cúp uh, châu Âu và ở nước Anh thì họ đã trở lại ngôi số 1 sau cái trận đấu uh, điên rồ giữa Tottenham và Chelsea. Đó là trận đấu mà <laughs> lạ sau đó báo chí Anh có 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 <laughs> có đặt lên câu hỏi là liệu đây đã là trận đấu điên rồ nhất của anh trong lịch sử chưa thì tôi thì tôi cho rằng với sự theo dõi thì mình cũng theo dõi cũng chưa từ trước năm 92 thì mình không dám nói mình có xem được đâu đúng không nhưng từ cái đoạn sau là mình theo dõi được thì tôi đánh giá đây là đúng thật trận đấu chuyện điên điên rồ nhất trong lịch sử bóng, ai, bóng anh ấy, ngoài bóng đá ngoại hạng anh bởi vì sao bây giờ các trận, trận trước ấy, thời gian trước ấy, những trận điên rồ thật nhưng nó không có yếu tố va nó sẽ nó xem vào thì đây nó có thêm yếu tố va nữa lại chờ đợi lại soi <laughs> xét lại mà va rồi vẫn tranh cãi Nha, nó mà dừng trận đấu liên tục đúng là một kịch bản. Nó xem trận đấu đấy thật sự là 3 giờ sáng mà 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 mà, 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 mà thức nó cũng cũng bỏ. Còn 9 người Tottenham vẫn dâng cao, vẫn mà, kiểu mà đấy 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 đánh là đánh chúng ta hãy xem là ông Postecoglou là ông quyết định với cái lối chơi ấy. 11 người cũng đá cao như thế. Wow. 9 người, người cũng, người cũng thế. thế và 9 người cũng <laughs> thế. Nhưng mà khi 9 người cũng thế thì tôi nghĩ rằng nó nó đạt được mức độ là cực đoan về chuyện chiến thuật. Bởi vì bởi vì nếu 9 người ông đá ông phòng thủ là đúng giữa sân luôn đúng cái vạch giữa sân à, đấy. hai cái lớp cách nhau có ba mét, mét thôi. thôi không đến lúc chín người là một lớp luôn không còn người nữa mà hai mấy cái quả thua là toàn bị câu ừ, sau thì lưng. thì, thì đấy nghĩa là xem ấy. thì tôi thấy là đây chỉ việc thủng nó chỉ là vấn đề thời gian thôi mà nói thật là hàng thủ chelsea hàng công chelsea rất tệ thì mới <laughs> để đến tận phút 75 mới ghi được <laughs> đúng thế. cái bản nó thật sự mà nói mà không biết bao nhiêu cơ hội mà nó thực ra rất dễ đá vì ông, nhưng mà ông kia ông bảo thôi tôi, đấy là tôi khi nào tôi còn ở lại đây thì tôi thấy nam còn đá thế thực ra là họ hoàn toàn có thể đá như thế một cách nói gọi là nhịp điệu hơn Để gọi là cái khoảng cách giữa mười một người hoặc 10 người vẫn đá thế được đúng rồi nhưng đúng mà, chính mà vấn đề người là một câu chuyện khác Ch đấy nhưng mà bởi vì là, là họ sử dụng một cái 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 thứ gọi là bẫy việt vị và cái tính cơ động của anh thủ môn nhưng mà nói thật là đấy là đấy là về mặt lý thuyết thôi chứ còn trên thực tế của của trình độ bóng đá hiện đại ấy giờ ấy, thì chơi cái kiểu như thế thì đương nhiên là là chỉ khoảng trong khoảng 5 phút thôi thế là, thế? là, là là các cái đội nhiều quân hơn ấy là họ chỉ gần đập hỏng ba đường thôi thế mà là họ Chelsea đã khai phải mất khai đến hai uh, gần hai mươi phút đấy đương nhiên đương nhiên đấy cũng là một cái một cái vấn đề mà chắc chắn ừ. là là uh, Pochettino sẽ phải phải chỉnh sửa với các trò trận đấy là thực sự mà nói là cũng là một cái một cái thứ gọi là là điên rồ như cái cách anh nói nó đúng ở chỗ này này nếu mà bắt bắt nhịp từ đầu trận như thế thì ai nghĩ là Chelsea có, có điểm không, không, không có, điểm không có, điểm đâu bây giờ đánh 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 như đây, thắng, này thắng này thắng này cách biệt lớn À, thì nó là nó điên ở nó điên ở cái chỗ đấy chứ còn nếu mà mà, mà đá như từ đầu thì khó thắng thế bây giờ thắng rồi ấy, thì mình nhìn kỹ ra là, là là họ được cái gì nói thật bây giờ cứ trượt dài như thế thì nó nó rất là khủng hoảng đúng không đội thì trẻ huấn luyện viên thì mới quay trở lại xây dựng nó như thế bây giờ gặp phải những đối thủ lớn ấy mà cứ đá đụng đâu là vỡ đấy ấy, thì nó nó rất dễ gọi là khủng hoảng thế mà bây giờ thắng được cái thì nó nó có niềm tin. Chelsea đá với top 6 là chưa chưa thua. Đúng rồi, đá, đá với Arsenal, Arsenal hòa, đá với Liverpool trận đầu mở đầu là hòa và thắng Tottenham. Cuối tuần này gặp Man City và sau đó thì là Newcastle. Cái đấy là, là cái là điều Brighton đáng kỳ vọng này. là Man United. <laughs> đáng kỳ vọng đấy anh Đáng kỳ vọng. <cười> <cười> Thế nên là là, là 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 trận đấu đấy nó xem rất là thú vị đúng không đó anh? Ông Jackson ấy, ông ấy thì ghi ba bàn thật ngày hôm đấy nhưng nó thật ra nếu, 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 đúng nó phải là bảy bàn chứ không phải là ba bàn đúng rồi ông giác sơn với nhu nhét đang là hai rất thủ bỏ lỡ chủ đội trông thấy nhiều mà rồi rồi nhưng mà thôi hai ông ấy đang dẫn đầu nhưng, dẫn đầu này. nhưng mà giác sơn chưa thu chưa vâng. chưa, so được với nhu nhu, nhu nhét được với những tình huống mức độ khó tin là không bằng được không <laughs> thể tin à. nổi luôn ngày trước nếu như mà trong ký ức của tôi về ngoài ngay ấy là có một cái trận Newcastle với arsenal là hòa bốn đều ấy bốn đều À. trận bốn đều ấy bốn đều là Arsenal đá Liverpool cũng hòa ừ. bốn đều mà cái Có anh gì um, anh... đấy Cảm... là anh người nga đây người nga đấy um... uh, à, à, là bốn quả bốn quả đấy là là, là Arsenal 5... hòa Liverpool hay sao nhưng mà, mà Arsenal đã Newcastle Arsenal đấy là Arsenal đâu đó là hiệp một là thắng bốn một mà hiệp hai là 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 đúng để hòa bốn đều là tiêu tê bởi mà ông tiêu tê là tiêu tê là đá quả sút từ xa ấy có mấy trận xa, ấy. Anh ấy đấy anh ông liu sơn là cũng liên quan đến mấy trận đấy có cả đá với cả Liverpool cũng bốn ba còn một trận điên rồ nữa có trận còn... đấy mà tôi nhớ không nhớ là năm nào còn... tôi dẫn mu ba không hiệp hai mu thắng lại năm ba thành năm ba thời bách còn điên rồ luôn có với cả những cái thời cái thời điểm đấy thì tôi thường xuyên thua man united thường xuyên đội bóng ấy thường xuyên thua rất rồi không nói thì thôi cái, cái như thế nó mới là cái cái hay của hôm mình vừa vai. rồi là trận đấu có 5 bàn thắng và cũng 5 tình huống bị va từ chối ừ. Đúng rồi. trận đấu đủ cả là cả rất pen, nhiều cảm xúc. cả thẻ đỏ cả va cả cãi nhau còn rất buồn cười thẻ đỏ thì hoàn toàn đúng thôi pen cũng đúng thôi tất cả những cái thứ đấy tôi nghĩ rằng là va thì, tôi hôm đấy ông Oliver thực ra cũng làm tốt mà à, Không nói thế thôi chứ còn thực ra bản, cái câu rồi. chuyện đấy nó, nó 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 chỉ ra một vấn đề mà nhiều người đã nói rồi à, nhưng đến tầm vừa rồi thì nó mới nó xuất hiện Thứ nhất là khi mà Tottenham uh, mất người. Mất người có thể là mất do thẻ ở trong trận đấu trực tiếp hoặc là mất vì chấn thương. Uh, thứ hai là khi mà họ thiếu lực lượng đi, họ không còn cái lực lượng chính xác thì họ sẽ ứng xử như thế nào? Thì các cái tình huống nó đều dồn ngay vào trong một cái trận đấu và chúng ta nhìn thấy ngay, uh, họ đã mất cái ngôi đầu đi và họ đã mất đi một cái một cái sức cạnh tranh trong một trận đấu. Duy nhất chỉ còn thứ còn lại đó là cái điên rồ của Potescu lu thôi tức là ông ấy ông ấy xây dựng một cái chuyện một cái triết lý chơi mà thậm chí nó mức độ cực đoan như thế có nghĩa là là cầu thủ của ông ấy là được phép chơi một cái thứ bóng đá nó 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 ở một cái cường độ rất cao và quyết liệt trong Đây nhưng nhưng vấn đề vấn đề rất lớn của Tottenham sau trận thua ấy nhá nó không chỉ là trận thua 4-1 mất ngôi đầu bảng và, và vấn đề lớn hơn của Tottenham là phải đối ứng xử thế nào trong những trận tới khi họ mất rất nhiều những cái con mất bài gần như rồi. hàng trụ cột luôn. Roberto là 3 Romero trận. thì đương nhiên rồi thẻ đỏ dính trực tiếp Lugier rồi này. Ujie cũng bị này. Anh Van, der anh Van der Ven thì, Van der Ven thì chấn, thương là chấn thương đúng không? Van Sơn thì chấn thương nhẹ thôi nhưng mà cái anh 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 gì đấy Van der Ven Van der Ven cũng chấn là, thương hamstring này là đấy chính là đấy chính là những cái vấn đề mà một đội bóng mà tôi nghĩ rằng là vào thời điểm này khó nói rằng là họ đang có một lực lượng dày. Thế nên là chơi 10 vòng, 11 vòng như vừa rồi đã là xuất sắc rồi. Thế nhưng mà tiếp theo nó như nào bởi vì giải của Anh, anh nó 38 vòng cơ mà. Mà mà lực lượng không dày ấy. đó chính là cái câu chuyện mà nhiều đội trả giá rồi. Thế thì mà vừa rồi chúng ta thấy cuối cùng lại ông Man City thôi, đúng không? Ông Man City ông thắng, thắng đậm đà luôn. Trong khi đấy nào Arsenal thì thua một quả mà tôi cho cũng rất là oan, oan ức. Đấy. mà tôi vẫn chưa rồi. thấy cái gọi là cái gọi trọng tài gọi là chưa gửi, chưa, xin xin lỗi. Chưa, chưa xin lỗi, xin lỗi nhiều quá bây giờ chẳng ai nghe nữa. Liverpool thì đấy bị Luton mà suýt thua rồi. Suýt <laughs> thua. Mà ông gỡ mà đấy chỉ nó ông Luton bóng ăn của đấy thì chắc chắn thắng công nhận. Không thể hình dung được. Không thể hình dung nổi có ông thể đá ngoài được đấy. Không thể tưởng tượng nổi luôn. rồi còn hài hơn cả mắc hài nữa. Ừ. kỳ lạ. Rồi Arsenal thua rồi đấy tốt Nam thua thì mỗi bóng mà City si thắng thì không phải được thôi Nghĩa là ông ấy vẫn là cái đối và cái việc game mà game ví dụ nghệ ví dụ đêm qua man city thắng thắng young boy ba không thế tôi chả thấy báo chí nói gì cả em man city lên đầu bảng chả thấy báo chí nói gì cả không bởi vì họ cho họ nó là đương rồi. nhiên rồi họ, họ quen quá rồi và bây giờ tất cả đổ sang em u của anh huy à. <laughs> còn có nhiều chuyện hay lắm trận Luton tới chắc lại hồi hộp tôi không nghĩ là đơn giản đâu. không tôi nghĩ là Luton thì thôi chứ đá sân nhà với ông Liverpool đấy nó cứ có những ông Nunes ông, ông, điên rồi thế thôi không tưởng tượng nổi thôi chứ chứ man united tôi nghĩ là sẽ Lại, xử có thể xử, sẽ thắng thôi tôi xử thắng ngon luôn tôi không, cũng không chỉ đưa được. ra dự đoán là một quả thôi tôi dự đoán có một quả thôi nhưng mà <laughs> ý nói rằng <là> họ sẽ, <laughs> sẽ 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 áp đảo chứ không 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 có vấn đề gì với gặp đội này bây giờ chúng ta nói đến trận đấu quan trọng nhất của cái cuối tuần này là chelsea trên sân nhà sẽ tiếp man city rõ ràng là man city được đánh giá cao hơn còn chelsea thì thật lòng mà nói nhiều vấn đề quá mặc dù họ thắng vừa tháng 4-1 đấy nhưng mà đó là do cái cách do cái sự điên rồ mà chúng ta vừa nói đến rồi do cái cách phòng thủ của ông 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 Pochettino khi còn chín người thì Chelsea mới, mới 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 ăn được như thế. Nói thật nhé, họ mà đá thấp rồi đá giống như là, là Liverpool phòng thủ trước Tottenham mà Chelsea cùn cool ừ, lắm. Chelsea đá, ghi bàn đá, bỏ lỡ nhiều quá. Bỏ lỡ rất dở, đá rất dở luôn. Nếu lại liệu Chelsea có tạo nên bất ngờ với Man City không, nhỉ, anh anh Tôi nghĩ rằng là là tại sao không? Bởi vì là cái yếu tố tinh thần ấy, là một cái yếu tố mà họ đã bị mất đi trong đâu đó khoảng vài trận đấu trước thế nên bây giờ khi mà quay trở lại được với một cái cái, cái cái vị thế của một đội bóng mà được nhiều người nhắc đến, được nhiều người cần phải nói thật là cũng phải tôn, tôn trọng họ chứ. Dù sao Chelsea vẫn là một cái tên, à, Pochest, uh, uh, Pochettino vẫn là một huấn viên có có kinh nghiệm và nếu nói là một có cách xong hẳn là ừ. họ, anh ấy có tài ở Premier League. Thế nên bây giờ là phải tôn trọng họ à, và cái đội bóng trẻ ấy, là cái đội bóng mà họ có thể chạy nhiều họ có thể làm được cái nhiều cái việc để mà gọi là chia cắt để chia sẻ được gọi là phá cái cái lối chơi của đối phương và thực ra nhìn, nhìn cái trận mà họ đá với cả Liverpool nhìn cái trận mà họ đá với Arsenal ấy, thì không phải là không thể tất nhiên Man City là một cái thứ tiêu chuẩn nó nó tương đối khác à, cái cái, thực cái, ra là cái cao nhất đấy cái sự nhấn nhá của Man City ấy, và cái sự cái sự vậy là cái sự gọi là là, là 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 cái cái độ độ bùng nổ của của Man City nó có thể kéo dài trong trong nhiều phút chứ còn ví dụ như Arsenal ấy có thể đá được cái nhịp đấy đá được khoảng 3 phút, năm lúc. Okay. Ờ, thế nhưng mà Man City có thể là 10 phút và nhiều lần 10 phút như thế trong một trận đấu. Đấy, và khi họ tăng cường cái cái sức ép ở nhiều hướng, ở nhiều cái 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 cái, lựa sự, lựa chọn khác nhau thì cái cái cái, cái sức chống đỡ, cái khả năng chi phối của mà Chelsea nó có thể bị bị đổ vỡ. À, và ở một chiều ngược lại nữa, lại nữa là Mas, uh, Chelsea lấy cái gì ra để mà khẳng định rằng là họ sẽ khiến Man City bị chi phối Tức là một đường phản công nào đó Một đường lên bóng nào đó Một Enzo Fernandez à Không hẳn Đúng không ạ Một Jackson thì tôi, tôi nghĩ là cũng chưa Chưa đến mức độ đó Quá vừa rồi đương nhiên là một sự ghi nhận Nhưng nếu nó đâu phải là một cái sự đối trọng chưa Thì là là chưa Nhưng mà tôi nghĩ là Vẫn có thể Đấy, Vì bóng đá là một cái thứ Là một cái môn thể thao mà mà một cái đội nó non hơn một chút người ta vẫn có quyền nghĩ đến một cái cơ hội nào đó và một điểm tại sao không và tôi nghĩ rằng là bối ngoại hạnh bây giờ và lấy một phải điểm mà mình là thành công nữa là là, là, là... đấy nhưng chúng ta nói trong top 6 thì Chelsea chưa thua trận nào. Thì đấy là, là một điểm tựa đã, đấy. Làm là điểm tựa tốt cho như nước thi... với lửa mà. Nhất nhiên là, nhân nhân như là khó. Chelsea Đúng chơi là khó. Như, như kiểu lửa mà. Đúng anh Tùng nói là trẻ, chạy nhiều và cái những đội bóng trẻ như này thì cũng rất là khó lường, không biết họ như thế nào được cả. Họ có thể rất hay nhưng họ cũng có thể rất là dở nhưng mà Man City là một đội bóng hoàn toàn khác. Chúng ta cảm tưởng họ như một cái xe tăng ấy. Họ biết cách dìm trận đấu xuống khi mà đối phương đang rất là hưng phấn họ biết cách tận dụng những sai lầm của đối phương uh, à, Haaland mùa này rõ ràng là không còn bùng nổ như mùa trước nữa nhưng mà khi cần ghi bàn anh vẫn ghi bàn khi mà người ta tưởng rằng là anh bị thương và không thể ra sân được anh lại sân anh lại lập cú đúp và tôi có cảm giác rằng là uh, à, Pep Guardiola có thể có những bài dành cho Chelsea ở trận đấu này anh ấy biết Pochettino sẽ chơi như thế nào Chelsea sẽ chơi như thế nào một đội bóng như thế phải đá vống lên chứ phải đá ao ao lên chứ vậy thì cách tiếp cận của Man City nó phải khác phải có cách nào đó để đợi cho, cho đối phương uh, giảm cái hưng phấn đi dìm xuống, sau đó chỉ cần xỉa một đến hai bàn thôi là mọi chuyện nó khác ngay. Ừ, tôi cũng thiên về khả năng đây là một màn trình diễn lớn của Man City cũng kiểu như đá MU, uh, tức là anh có thể vẫn có khả năng tạo ra những bất ngờ, những cái le lói, nhưng mà tôi biết là anh chỉ có thế thôi. Thành ra là tôi sẽ có cái kiểu chơi kể cả lúc anh có thể hung hăng thì ok cho anh đá năm mười phút nhưng mà tôi sẽ gặp già dơ là chết ngay kiểu gì tôi kết liễu anh và tôi nghĩ rồi, là và cách biệt giờ thì ấy. họ trong mấy trận vừa rồi năm trận vừa rồi họ ghi 17 bàn thủng ba bàn nên là man city đang có một cái sức mạnh khủng khiếp ghê gớm với sự quay trở lại của hà lan sắc sảo trên hàng công và đừng quên rằng họ đang dẫn đầu bảng cả premier league lẫn champions league mà không có kevin de bruyne quá kinh đúng không? nói thật như Bernardo Silva này, Foden này và Zacarias này đá như thế thì kinh khủng không biết đỡ ông nào đồ cu sì, đồ cu rồi đồ cu đấy đi mà không là nó tức là nó cái động cơ là động cơ gọi là đến bốn nghìn mã lực đúng không người ta bình thường là bốn trăm mã lực đã ghê rồi nên phải bốn nghìn mã lực đúng thế khủng khiếp kinh khủng nha và chúng ta dự đoán nhá chúng ta đến cuối giờ rồi về Arsenal với Burnley tôi nghĩ là Arsenal thắng ba một Tôi đoán thắng 2-0. Tôi Đói nghĩ là 2-0. Tôi đoán 2-0 cho Arsenal. Manchester United với cả Luton, tôi nghĩ là Manchester sẽ ăn 1-0. Trận này mà thua nữa thì thôi đấy nhá. Không hiểu chuyện không, gì không tôi không phải thua. thua không thua đâu. Ừ. Tôi, tôi đoán cái gì đâu. À. Tôi đoán MU ừ. thắng 2-1, nhưng mà 2-1 có nghĩa là rất chật vật. À. Tôi thì đoán đấy ban nãy có nói là chỉ sát nút thôi nhưng bây giờ mạnh dạn đoán 2-0 đi <laughs> cho nó bứt khỏi cái chuỗi này đi. <laughs> Đen quá. Này. Tôi nghĩ là mọi chuyện nó không đơn giản đâu, một đều. <cười> <cười> Chelsea với Manchester City, tôi đoán là không hai, City sẽ thắng. Hey, tôi đoán Chelsea uh, có được một bàn nhưng vẫn thua một hai. Uh, tôi đoán uh, Man City thắng hai không. Tôi nghĩ là Man City thắng hai một. Sắt Pháp này, Rem đá với Paris Saint-Germain, tôi nghĩ là Paris Saint-Germain sẽ hồi phục lại sau cái trận đấu vừa rồi và họ sẽ thắng ba một trên sân của Rem. Tôi đoán uh, Paris Saint-Germain thắng hai một thôi, cũng chặt vào đấy. Tôi đoán 3-1 giống như anh Vũ 2-1 cho Paris Saint-Germain uh, Bayern Munich với à? cả à? Heidenham à? Heidenham Heidenham, Heidenham. Heidenham à? Heidenham. Heidenham. Thì tôi cũng thật sự là tôi chưa <laughs> xem đội bóng này Chưa biết đội này cũng chưa đó. Chưa <laughs> xem bao giờ Nên là tôi cứ mạnh dạn dự đoán nó là 6-0 Bởi vì cái ông Bayern hôm trước ăn gì đó Mình, -0 mình, 0 mình, 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 mình giữ 4-0 mà ông 8 ăn 8 à. Xong à. đập đóng 4 quả nữa ừ, Mình giữ, mình, mình dự 4 mà nó ăn 8 Sợ thật đấy bây giờ là khi bây giờ là, là là, đến thời điểm mà gọi như là kỷ gọi là kỷ lục nối kỷ lục của Harry Kane trận nào cũng có kỷ lục đá có đưa, đưa, chục vòng thì cũng đã ba cái cú hat trick rồi thì, thì, nói chung là cái Thế gì này lại cú đúp cần gì thì có, kỷ lục gì bây giờ thì Harry có tất có tất Đấy, thì tôi nghĩ là, là trận này Thế nhưng đi. mà vẫn chưa dẫn đầu đâu nhé Ừ thì dẫn <laughs> <lên> hai <laughs> danh uh, sách vô phòng lưới là của anh chàng à, cái đội Đi Đi Đúng rồi, anh Stugart, hả? Vâng, Nhưng mà đội đầu bảng là, là, là chứ không phải là Bayern Munich. À, thì nó mới à, tôi hay. Tôi đoán 6-0 anh đoán mấy? Tôi đoán 5-0. <laughs> <laughs> tôi đoán 4 <laughs> Tôi thì chỉ đoán có 2 không. <laughs> yeah. tôi thật sự không biết đội hai đến hem là đội nào. Ấn đội này cũng mới lên hạ Mới, mới lên hạng. À. Mới tinh. Uh. Leverkusen với Union Berlin tôi nghĩ là Leverkusen lại thắng với tỷ số 2-0. Tôi đoán 2 không alonso đang làm hay nhỉ. Union berlin bây giờ xuống quá năm nay Union berlin là đá champions league nên giờ là nó phân tán quá anh em nó chưa quen với cái kiểu lực nó có thế thôi đúng rồi cái đội này đội nó cũng là đội nhà nghèo thôi mà bình thường em đá cuối tuần đá bây giờ thứ tư lại phải đá nữa hai ba mùa vừa rồi họ chơi như thế là là quá giỏi họ trụ lại được ở bundesliga mà lại còn được dự vé đi dự UEFA champions league là là rất hay kiếm được nhiều tiền đấy nhưng mà đồng thời là cái lực lượng bị chi phối thôi năm nay là không biết chừng là bây giờ tôi không nhớ là là chính xác bây giờ họ đang đứng ở vị trí bao nhiêu nhưng nó có vẻ như là cũng phải ở cỡ ngoài top 10 đấy có thống kê à. là có có thống kê là Bonucci đá chính trận nào là gần như thua trận đó luôn à, Bonucci xuống quá rồi ừ. quá xuống luôn không hiểu tại sao lại đưa về đây ừ. tôi đoán hai không cho Leverkusen hai không cho Leverkusen Lecce với Milan tôi nghĩ là Milan thắng sát nút một không trên sân Lecce tôi cũng hy vọng là cái trận thắng Paris Saint vừa rồi là một cái sự thay đổi một cái bước chuyển Milan giờ đang kém Inter đầu bảng 6 điểm rồi Bây giờ nếu mà để tuột nữa thì sẽ để cho Napoli vượt lên. Cho nên là tôi cũng dự đoán thắng nhưng mà thắng chật vật lắm, thắng 2-1 thôi. Tức là cái câu chuyện cũ nó lại quay trở lại. Tôi cũng nghĩ là 2-1. Khó khăn. Tôi đoán 1-0 cho Milan. Napoli với Empoli. 2-0 là, là dự đoán của tôi cho Napoli. Tôi đoán 3-0 luôn. Empoli là đội ghi được ít bàn thắng nhất tại 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 giải Serie A luôn, đang ở gần cuối bảng luôn. Tôi đoán 3-1 cho Napoli. Tôi đoán 2-1. Inter Milan với Frosinone tôi cứ đoán hai không với ông Inter tôi cứ đoán hai không lành nhất ông hai hay thế yên tâm yên tâm tôi cũng đoán, 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 đoán. Inter hai tháng hai không tiếp tục ừ. củng cố ngôi đầu bảng. Tôi đoán hai không Inter Milan. Đó đã chắc lắm tôi cũng nghĩ là hai không. rồi còn ở Tây Ban Nha thì Real Madrid đá uh, Valencia, Bellingham quay lại và nhá. đừng quên rằng là Real Madrid và Barcelona đều không là đội là đội dẫn đầu giải giải La Liga, <cười> <Đúng> <cười> Girona, ra. cơ. Girona nhá, đội đúng bóng xứ Catalonia đấy nhá hàng xóm của Barcelona Nga. đấy cách mấy chục cây thôi. Real ừ. yeah, yeah, no. Valencia tôi nghĩ là Real thắng 2-0. Tôi cũng đoán giống anh Vũ 2-0 cho Real. Tôi đoán 1-0 cho Real. 2-0 cho Real. Mà nói thật lòng nhá, La Liga năm nay mà Girona vô địch thì sướng lắm ấy nhỉ. <laughs> Tất nhiên là câu chuyện nó khó. Girona là cùng nằm trong cái tập đoàn City Football đấy, đúng, đúng rồi. rồi. Ừ. Của 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 Man City đấy, của ông chủ ừ, Man City. Nói chung đấy. như thế có thể thấy rằng là cái kinh tế bóng đá nó 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 hay. Hay. Họ họ tạo ra một bóng mà tầm gọi là gì nhỉ? trung bình yếu nhỉ? đúng rồi, rồi thường xuyên gọi là, là, lê là lên yếu. xuống hạng thường vậy. xuyên ở nửa cuối ừ. rồi. tức là họ họ tìm được cái đối tượng rồi sau đó họ xây dựng một cái chiến lược là đầu tư cho đội bóng còn cái hay của của họ trong cái hệ thống này là, là cái việc điều phối cầu thủ là đào tạo cầu thủ lựa chọn cầu thủ rồi đó là luân chuyển giữa cái anh a anh b từ bên mỹ cũng có liên quan ông lai xích cũng thế rồi công Man city cũng thế nó hay nó nó tạo ra được một cái một cái hệ thống mà tôi nghĩ là đấy là cái điều mà rất là nhiều 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 câu lạc bộ khác nên học hỏi tất nhiên cái câu chuyện là nó cái tính liên minh của họ khi mà họ chơi thì nó sẽ bị ảnh hưởng như thế mà mà lôi nhau ra mà đá gọi là cúp châu mà gặp nhau là cũng không ổn đâu hoặc là cùng một hạng đấu thì không được nhưng mà rõ ràng là là như thế này thì đến đến bao giờ mới gặp nhau khó ừ. lắm không đơn giản đâu nhưng mà năm sau có khi là Chứ làm trận thứ bốn thì lại, lại đi Champions League <laughs> <đấy>. thì <laughs> là một... quỳnh bà mà phải mà làm City đi... cười lắm đấy một cái post bốc không, là nhưng nhưng phải khác mà... nhau ấy. thì thế người ta vẫn cứ nói là Leipzig, buốc đấy nhưng đều đá đã trên Champions League cả nhưng mà ờ... thì họ như chưa có tình huống họ... nào khác chưa không là... gặp nhau hồi. không gặp nhau thôi nhưng mà người người ta cũng đã nghĩ đến việc đấy rồi và người ta luôn nói rằng là thực ra đây là hai cái công ty là độc lập và hoàn toàn là 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 là, 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 là hoạt động tự Cùng chủ nhà tài, tài trợ thôi cũng có thể loại là thế họ vậy. rất là nó có là những làm cái làm. rất nhiều yếu tố về 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 quản lý nó dẫn đến việc là thực ra là không liên quan, quan nhau một ông rất cao về mặt đầu tư vĩ mô còn, còn 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 vẫn là cạnh tranh tức thế là này. tức là thế này tức là có thể là họ sẽ khác nhau ở chỗ là không không một ông chủ ừ. để để tránh cái việc gọi là là có cái sự chỉ đạo đúng rồi Đấy. Thế còn à, họ đều là những công ty mà họ cũng như công ty độc lập họ oh. đã tính trước rồi trao đổi cầu thủ Thế thì cũng đều có những cái sự gọi là và là vẫn là phải tuân là... thủ theo theo vẫn theo mẫu hợp đồng của bộ, rồi. bộ lao động thương minh xã hội hoặc là bộ tài chính ban hành chứ không <laughs> thể ông muốn làm gì cũng làm được, được. nó phải rồi. có khuôn khổ lý của nó rồi cảm ơn canh thưa quý vị các bạn như vậy là cuối tuần này chúng ta không thể là bỏ lỡ trận đấu rất lớn ở giải ngoại anh giữa chelsea và man city trận đấu sẽ diễn ra vào lúc 23 giờ 30 ngày chủ nhật trên sân stamford bridge của chelsea còn sang tuần sau thì đương nhiên là chúng ta cũng không thể uh, bỏ lỡ được những trận đấu của đội tuyển Việt Nam uh, mở mà màn cho vòng loại thứ hai World Cup. Chúng ta sẽ gặp Philippines ngày 16 tháng 1 và sau đó là gặp Iraq trên sân nhà vào ngày 20 tháng 1. Còn bây giờ chương trình chúng tôi xin được kết thúc ở đây. Xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.